dự án 20.000 áo ấm mùa đông năm 2023 cho các em học sinh và các thầy cô ở các cái vùng lạnh giá, đặc biệt là biên giới phía Bắc và Tây Nguyên đã được triển khai của team Tình Nguyện. Đến hôm nay chúng tôi đã phát được khoảng 1.300 chiếc áo cho một số trường học ở tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 5.000 chiếc áo đã được phát trong hai huyện của mỗi huyện Văn Bàn và huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ phát tiếp 5.000 chiếc áo cho các cái tỉnh, nhiều tỉnh của những cái đơn vị đã xin từ năm 2022 và chưa được đáp ứng. Và chúng tôi cho đến thời điểm này, dự án 20.000 áo ấm mùa đông năm 2023 về cơ bản đã có kinh phí để thực hiện trên 11.000 cái áo. Đây là danh sách của các mạnh thường quân đã đóng góp cho sự kiện này. Một số người comment bảo là tại sao lại gọi là cành, tại sao lại gọi là củ, và tại sao lại gọi là tỏi. Cành có nghĩa là nghìn, củ có nghĩa là 100.000, tỏi có nghĩa là triệu. Bởi vì khi mình đăng thông tin sao kê lên đây, các cái nền tảng mạng xã hội họ sẽ đánh vào cái quy tắc cộng đồng về nguyên tắc là không được đăng số tài khoản, đăng số điện thoại, đăng số tiền và sao kê là vi phạm quy tắc cộng đồng. Cho nên nhiều đứa nó rất là ngu, nó bảo cành nghĩa là cái gì. Thực ra tao phải né ra, nếu không thì nó sẽ đánh cái bản quyền, anh em thông cảm. Thì phải tự dịch ra. Đây là một tổ chức minh bạch, chính xác, báo cáo tài chính đến từng nghìn cũng không chật. 1.000 bye bye nào, mà cộng bye bye đồng đóng góp cho tổ chức này. Chào các thầy cô. Dạ vâng. Thì cũng được, dạ vâng, báo cáo một cách chi tiết, một cách rất trong sạch, đúng không ạ? Một đấy, cách minh bạch rất là đồng. Bây giờ bắt đầu về nhận quà xong, bây giờ về. Và phải được báo cáo 10 năm sau, bạn hỏi lại, cơ quan thuế hỏi lại cũng đều giải trình được chính xác đến từng nghìn đồng. Và tôi nhắc lại, mọi đồng tiền mà anh em đóng góp vào chương trình này thì đều chắc chắn sẽ đến tay với người nghèo và không thiếu một xu. Tất cả các thành viên đi trong đoàn này đều phải bỏ tiền túi ra để tiền đi. 1.000 tiền xăng cũng không được đụng vào đấy đó, mà còn phải bỏ thêm tiền vào. Tất cả những người tham gia vào đoàn từ thiện này đều phải đóng góp, và tất cả hành trình đều tự túc. Cho nên 100% số tiền các bạn chuyển vào cái sự kiện này đều đến tay với những em ở đây. Rất mong. Đây là thông báo đến cộng đồng về sự kiện chúng tôi đã hoàn thành, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện số còn lại. Chúng tôi vẫn còn thiếu 9.000 chiếc áo nữa để hoàn thành dự án này. Rất mong sự kiểm soát, đóng góp và chung tay từ cộng đồng Tần Nguyễn trên toàn cầu để dự án hoàn thành và vượt mức. Mong cho tất cả các thầy cô giáo ở vùng cao và các em có một mùa đông ấm áp. Chào các bạn.